cùng đeo tai nghe nha. Các bác cũng đã thấy em sử dụng cái âm ly ra qua chỉ có 100W thôi các bác nhé. 100W. 100W trên một đầu ra các bác nhé. 100W trên một đầu ra đi ạ. Đó. Mà chơi cho một cặp 30 thoải mái luôn. Đó. Loa này với công suất là 400W các bác nhé. 400W. Độ nhạy 101 dB. Đó, thì hôm nay em có làm một cái video này để cho tất cả các bác cùng tham khảo. Tại sao bây giờ loa lại cần có cái độ nhạy rất là lớn, cần cho độ nhạy rất là lớn các bác nhé. Ở đây em đang sử dụng đôi FTEL One. Với độ nhạy của nó chỉ có 101 dB thôi. Chỉ có 101 dB thôi. Các bác có thấy là cao không ạ? Quá cao đúng không ạ? Bình thường loa chỉ tầm 92 cho đến 98 dB các bác nhé. Nhưng với đôi loa này lên tới là 101 dB. Thì nó sẽ như thế nào? Tại sao nó lại là tận 101 dB? 101 dB này thì nó sẽ nhạy hơn rất là nhiều không nhé. Sensitivity này, độ nhạy này, nó sẽ nhạy hơn rất là nhiều. Vì các bác có thể biết là nếu mà cái loa mà nó độ nhạy càng cao thì chỉ cần công suất bé cũng có thể đánh được nó các bác nhé. Rất nhiều bác mua cái đôi KT12 này của bên em rồi. Này thì sử dụng bát check đều là neo các bác nhé. Tiếng sẽ rất là sạch. Đôi này tiếng rất sạch. Giải tần đáp ứng từ 40Hz cho đến 20kHz. Đó. 8 ohm 400W. Nhưng mà tại sao cái âm ly chỉ có 100W có thể chơi được các bác nhé? Tại sao âm ly đẻo này có 100W một kênh, 100W cộng 100W đấy mà có thể đánh được các bác nhé, mà có thể đánh được. Thì đó là cái lý do mà em làm cái video ngày hôm nay. Vì tại vì đôi loa này độ nhạy rất là cao các bác nhé. Độ nhạy cao thì nó sẽ chỉ cần âm ly với công suất nhỏ thôi đấy. Và cái màng loa này nó sẽ rất là nhạy các bác nhé. Màng này sẽ rất là nhạy đấy, nó tạo ra cho cái chất âm cực kỳ là sạch sẽ. Đấy, sạch sẽ và nó đầy đủ nhất các bác nhé. Đấy, với những đôi loa này giá là 9.500.000 đồng. Đấy, chỉ cần một âm ly cũng có thể chơi được rồi. Nhiều bác mua, nhiều bác có những cái đôi loa to các bác bảo là này thì làm sao âm ly có thể đánh được. Đấy, tại sao tiếng bát nó sâu? Vì cái lòng thùng rất sâu các bác nhé. Lòng thùng rất sâu. Đó, ở đây thì em đang sử dụng KT, một đôi KT12. Còn bên em có cả KT15. KT15 thì độ nhạy còn cao hơn các bác nhé. KT15 thì độ nhạy lên tới 105 dB. Bát 40 thôi nhé. Nhưng mà công suất cũng chỉ có 500W thôi. Đó. Cũng từ 40 cho đến 20kHz. Đấy. KT15 này với giá là 11 triệu các bác nhé. 11 triệu. Đấy, 11 triệu cặp KT15 này. Đôi này thì bát 40 nó rất là to. Và nó có một cái tay sách ở ngang hông này. Đấy. Còn đâu bát nhỏ hơn đây em có là KT10. KT10 này là từ thường. Nó sẽ có độ nhạy là 98 dB các bác nhé. Và con này là 43 cho đến 20kHz. Đó, 300W, 300W này, 400W này, đấy, 500W này. Đấy, nhưng mà nếu mà nói về đánh lấy âm ly đánh ấy, thì lấy âm ly đánh cái con KT12 và KT15 thì nghe rất là thoát tiếng, chỉ cần hơi nhích volume thôi. Nhưng mà khi chúng ta cắm sang đến KT10 thì nghe nó tiếng nó bé hơn hẳn luôn các bác nhá. Tiếng bé hơn hẳn vì đầu tiên là cái độ nhạy. Độ nhạy mà khi chúng ta cấp cho 100W hoặc là mấy chục watt vào trong cái đôi loa độ nhạy cao thì cái âm thanh phát ra sẽ lớn hơn là nó cấp ví dụ là 50W. Nó sẽ cấp cho đôi loa độ nhạy cao thì tiếng nó sẽ phát ra to hơn khi 500W, 50W cấp vào cái đôi loa độ nhạy chỉ 98 dB thôi này thôi các bác nhé. Kể cả khi mà chúng ta có sử dụng cái 50W đấy mà chúng ta có lắp sang cái đôi này nó còn tới 105 dB thì cái âm thanh của nó còn phát ra to hơn và nó chi tiết hơn cả cái đôi loa độ nhạy 101 dB này các nhá. Rút cuộc thì là nó sẽ như thế nào? Cái điều muốn nói ở cái video clip này là cho tất cả các bác cùng tham khảo là
loa độ nghệ nhạy càng cao thì chúng ta không cần phải tốn tiền mua những cái âm ly nó công suất lớn, những cái cục đẩy công suất lớn các bác nhé. Nếu mà chúng ta có điều kiện thì chúng ta cứ sắm, thì công suất lớn thì nghe nó vẫn cứ thoải mái hơn các bác nhé. Còn nếu mà chúng ta chưa có điều kiện thì chúng ta sử dụng những cái cục đẩy công suất nhỏ hoặc là những cái âm ly này đánh những đôi loa độ nhạy cao thì vẫn cứ ok, vẫn cứ ra cái chất âm rất là hay các bác nhé. Đấy các bác có thể đấy các bác có thể nghe thấy hơi nhích thôi nhá, hơi nhích nè. Đấy các bác có thể đấy muốn phải cảm giác là nó muốn lòi cả cái coi này ra rồi các bác nhá. Đấy, đấy là cái tác dụng của độ nhạy cao đấy. Và ở đây thì em có đôi KT12 và KT15 là những cái cặp loa mà có độ nhạy rất cao các bác nhá. Còn độ bình dân thì anh em có thể chơi những đôi KT10 này với công suất 300W thì anh em sử dụng cục đẩy tầm 300-400W có thể chơi được. Đấy, KT10 tiếng rất là ok và giá rất bình dân, đôi này với 6.500.000 đồng. Với đôi KT12 này giá 9.500 các bác nhá. Bát neo và chắc neo, bác nào có muốn có xem nội thất của nó thì các bác phân tần của này cũng cực khủng luôn. Bác nào muốn xem nội thất thì các bác cứ search trên YouTube là KT12 Thắng Cao Audio là các bác có thể xem được nội thất các bác nhá. Vậy em test nhạc. Đấy, thì mọi thông tin chi tiết mua hàng các bác liên hệ trực tiếp với hai số điện thoại bên dưới hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Đấy, các bác cứ search tên sản phẩm và Thắng Cao Audio là các bác có thể xem được chi tiết các sản phẩm bên em các bác nhé. Chi tiết ruột gan rồi chi tiết những cái bài test của bên em. Rồi ok, chào tất cả các bác, hẹn các bác những clip lần sau các bác nhé.